xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai cục đẩy Crow Crown XTI 2000 series thuộc dạng là đời mới, sản xuất từ 2012 hay 2013 gì đấy, nó khoảng tầm đó. Và những con đẩy này thì về trong cái tình trạng là tương đối đẹp hoặc là xấu như hình. Đấy, các bác nào kỹ tính thì các bác nói là xấu như hình. Như con này là xấu này. Đấy. Bị hơi một vết tí, còn bên này cũng có một tí vết. Đấy. Hai con này thì như hiện tại trên thị trường là đang có hai mã cùng model này, yệt này thì nó có đời sản xuất tại Mỹ thì giá khoảng tầm trên 10 triệu. Còn có đời này thì đây hai con này em lấy là sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng mà hàng chính hãng nhé, không phải là hàng nhái, không phải hàng fake gì đâu. Thì là giá nó khoảng tầm là trên 8 triệu. Đó. Thì đây em cũng tìm được cái thông tin và mức công suất của nó. XTI thì có XTI 1000, XTI 2000, XTI 4000 và XTI 6000. Thì con này là XTI 2000. Công suất tải 8 ohm các bác xem này. Công suất tải 8 ohm là 475W một kênh. 8 ohm là vào 4 ohm là vào 800W. Và công suất tải 2 ohm là 975W. Công suất Bright 8 ohm mono là vào 1950W và công suất Bright 8 ohm là vào 1600W. Thì vậy các bác chơi được vào mục đích gì? Đây là thông số, em vào trực tiếp là crownaudio.com để xem được cái thông số của nó. Đây các bác nha. Thì lát nữa em sẽ mở máy ra, ốc tháo sẵn rồi. Đấy, tình trạng còn là tương đối đẹp và cũng có thể gọi là xấu như hình. Đây các bác xem này, toàn tiếng Trung. Đấy, Magentina. Sản xuất ngày 2 tháng 6 2012. Con này có số 5 này, mã số 5 này, mà nó hơi xấu. Giá như nhau nhé, hai con giá như nhau, các bác lấy con nào cũng được, không có phân biệt là giàu nghèo sang hèn là xấu đẹp gì đâu. Giao tiếp USB để các bác kết nối với các chế độ preset trên máy, kết nối với máy tính. Đó, rất là xịn sò luôn. XTI 2000 về thì em cũng chưa kịp bê cái máy tính sang đây, bê cái máy tính sang để kết nối và thử cho các bác, có khi thử sau đi, review đã. Đấy, rắc vào rắc ra. Hàng này là hàng sản xuất tại Trung Quốc nên là bán cho thị trường Đông Nam Á. Con này là dùng nội địa nhá, nếu mà có hàng gọi là hàng thị trường Đông Nam Á thì cũng là Argentina, nhưng mà tất cả phụ đề của nó là tiếng Anh. Còn đây là nội địa của Trung Quốc, sản xuất cho người Trung Quốc và người Trung Quốc chơi. Đấy, đánh những dòng loa xịn của JB. Đó, Crown Argentina series mây thì cũng bị tẩy này, không biết là mấy ông ý đồ gì đây. Đấy, tẩy đời đi này. Màu đen đây. Đó, cầu loa vẫn còn đẹp này, các bác nhìn này, vẫn còn nguyên cái chống nhựa trong cái cầu loa này. Đấy, tức là tình trạng con này về dùng gần như là không có dùng mấy, rất là đẹp. Nói chung là con này nó có mức giá, các bác có thể là mua về để chơi, ghép vào những dòng loa cao cấp thì tiếng nó rất là hay. Đó, các bác biết rồi, Crown một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ. Dòng này thì được nhiều anh em săn đón tìm mua lắm. Dòng này thì các bác cũng biết rồi, như là các studio, phòng nắp, phòng thí nghiệm hoặc là những đơn vị sản xuất cổ loa rời, họ cũng lấy công suất và cục đẩy của Crown về để làm mẫu tiêu chuẩn. Nếu mà cao cấp hơn Crown thì có dòng PowerShop, nhưng mà loại ấy thì vô cùng là đắt tiền, ít người chơi. Đây, em sẽ mở cái phần nắp này ra cho các bác xem nhé. Đấy, tình trạng thì đẹp như hình hoặc đẹp như thế này hoặc xấu như hình. Đấy, con này thì cái gió mút đây này, về anh em là người ta bóc sẵn rồi. Đấy, đây nha, con này là sử dụng sò sắt, sò sắt đây các bác xem này, 16 sò sắt được ạ. Em sẽ đếm cho các bác xem nha, 1 2, trên đây nữa, 3 4 5 6 7 8, nhân 2 nên là 16 sò sắt. Và mạch sử dụng trong con đẩy này là mạch công suất class I, thế nên là có mã là XTI 2000. Đó, dòng Y này thì đánh được tải 2 ohm nhá. Dòng Y này hiệu suất của nó rất là cao, tức là các bác mà vắt kiệt công suất con đẩy này mà các bác đánh những dòng loa cao cấp, hoặc là các bác đánh hai con đẩy này vào trong một phòng hát gia đình lớn, hoặc là một con đánh một phòng lớn
thì chơi nó gọi là hết được công suất của nó. Công suất tải 8 ohm thì rất là yếu, nó không có khỏe lắm, nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó ra thì rất là hay. Và con này thì đánh các loại loa của JB thì cũng phải gọi là hết số hết má luôn, hay tuyệt vời luôn. Đánh coi như là không còn gì để mà chê được nữa. Và con này em cũng báo cáo luôn các bác như này, nó có các cái nút ấn ở đây này, set enter này, pin up này, next down này. Đấy. Cái này để kết nối các chế độ lưu sẵn trên máy tính. Các bác có máy tính sách tay nhá, máy tính PC, máy tính để bàn, máy sách tay hay gì đấy, các bác mua cái dây kết nối máy in. Đấy. Xong là các bác vào ground.com, xong các bác vào phần download, các bác tải cái phần mềm của con này về, các bác kết nối vào sau cái con cục đẩy này, các bác kết nối được luôn, chỉnh được luôn EQ trên đây, NPF, HPF. Còn là các bác cho con đẩy này nó thành hai thiết bị giờ, nó thành hai thiết bị giờ được luôn. Đây là hai con kết hợp trong một, thứ nhất là một con DSP hay còn gọi là crossover, thứ hai là con âm y công suất, chính là cái hệ thống công suất của con này. Đây phần công suất này, phần bo xử lý tín hiệu này, xử lý chế độ này. Nhìn linh kiện của nó dày dằng dặc luôn. Hai con thì về trong tình trạng nó nguyên zin nhá, chưa lau chùi phấn vẽ chấm phẩy bụi hết. Các bác nhìn kỹ là có thấy kiểu như là bằng nhện này. Đấy, bằng nhện này. Đấy, nhện nó bám vào đây. Đấy, và cũng hơi bị bám tí bụi nên cái này em sẽ vệ sinh qua. Về nó cứ tiện quay luôn, review những hàng này nó phải review kiểu này các bác mới thích được. Đây nha. Về là 10 con hay 11 con hay là vài ba con hay một con ấy, là người ta cũng bỏ luôn cái tấm này ra để xịt qua bụi, nhưng để lưu kho. Đấy. Đây các bác xem luôn này. Nhôm thì không có dài lắm, nhôm nó bé tí con này thôi, nhưng mà đánh những cái dòng loa xịn thì nó mới ra được hết chất của nó. Các bác mà đánh những con loa trung bình thì cũng hơi phí. Con này chuyên đánh những dòng loa xịn, loa neo nhé. Cứ gì bê mà các bác nện cho em, hoặc là cứ loa neo xịn các bác nện cho em, tiếng này cực kỳ luôn. Crown XTI 2000. Và mức giá của con đẩy này thì bên em đang bán với mức giá là 8.300.000 đồng. Và đầu xuân năm mới khuyến mại cho các bác còn 7.900.000. Đấy, đầu xuân năm mới nhưng khuyến mại cho các bác 7.900.000. Mua con này không rẻ đâu, đắt lắm đấy. Nhưng mấy con Yamaha kia mua rẻ bán rẻ thôi, còn con này mua đắt thì phải bán đắt thôi. Chứ không thể nào mua đắt mà lại bán rẻ được. Xịn sò. Sử dụng sò sắt, sò crown. Nhìn cái mạch Y này. 1, 2 cuộn cảm rất là to, băng xung tần số, cuộn tài loa này. Đánh xuân lớn nó sẽ dồn tải vào con này. Đó, linh kiện bên trong là toàn linh kiện dán. Tụ dập xung 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 con. Đó. Xịn cực kỳ đây, các bác xem nguyên bụi này. Đấy được không? Tí em phải vệ sinh, cắm máy hơi vào xịt. Đấy, các bác thích lấy con nào thì lấy nhá. Con này là con số 5 này. Đấy. Và con này thì đây nó bị mà mất chữ số này. Các bác lấy con nào thì lấy. Đấy thì anh em sẽ mất thời gian vệ sinh con này hơi kỹ một tí và test thử ok rồi, test thử ít nhất một ngày. Đấy. Thì bắt đầu em mới dám gửi hàng cho các bác. Đó. Hôm nay là ngày 12 tháng Giêng năm 2022. À đâu, hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2022. Xong ngày số nó đẹp nhỉ. Đấy, cũng là 12 tháng Giêng luôn, năm nhâm dần. Đó, các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Review ngắn gọn đây thôi, test trong clip lần sau. Con này phải kiếm được loa xịn mới test, chứ còn mấy cái loa bình thường test vào hơi phí. Còn đôi ôm thì test vào cũng được nhưng mà hơi phí, hơi tiếc. Đấy. Xịn sò, nguyên đa nguyên kiện, nguyên zin nhé. Chưa sửa chữa, về sau này tình trạng như vậy. Đấy các bác xem đây. Do vận chuyển về nó còn bị bung cái keo của tụ này. Nó không ảnh hưởng gì đâu, bên này thì vẫn còn nguyên này. Đẹp. Bên này về nó do vận chuyển nó hơi sóc tí, nó bung cái keo này. Vỡ keo. Nói chung là không ảnh hưởng. Cái này em sẽ... nếu các bác quan trọng thì em sẽ đệm một tí keo vào đây thôi cho chắc. Đấy. Máy móc nguyên đai, nguyên zin, nguyên kiện. Đấy. Bóc hẳn cái này ra rồi, nhìn nó vướng. Đó. Con này các bác chơi không sợ nhá, linh kiện mua có đầy thôi, đắt thôi. Các bác bảo máy mà hơn 8 triệu. À hơn nhau cái Mazda in thôi mà chênh nhau mấy triệu bạc rồi. Cái con mà Mazda tại Mỹ thì Mazda in Mỹ thì
Nếu mà xe vớt A thì nó vào tầm 12 triệu, chứ 12 triệu tình trạng đẹp long lanh. Còn con này nó xấu như hình hoặc là đẹp như thế này thì nó cũng vào hơn 8 triệu tí, hơn nhau hơn 4 triệu. Mà chả khác nhau cái gì cả. Tại nguồn hàng nãy thì em thấy có cả con Mazda in USA nhưng mà không đủ điều kiện để ôm nên là có người anh em là ôm hết sạch rồi. Đấy. Nãy hơi chậm một tí đây, ngày 2 tháng 8 2012 này. Ngày 2 tháng 6 2012 này. Đấy, các bác thích đời nào thì nói nhá. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Có gì hay tiếp tục review quay giới thiệu cho các bác. Kiếm được mấy cái hàng siêu phẩm này nhục lắm. Tranh đấu lắm mới mua được đấy. Mua về mà mấy anh em còn bảo là ông cấm bán phá giá nhớ. Dạo. Ok các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua giá tốt cho các bác. Đấy, ok không ạ? Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.